áo về anh em ơi, áo mới nhất của 60 Garden Shop 2024 luôn anh em. Áo mình đang mặc á là áo vơ 2, còn mẫu trên tay á là áo vơ 3. Chủ yếu áo mới này á là mình tặng cho những fan ruột của mình, những anh em mua hàng thường xuyên nha. Đó, áo màu xanh. Mẫu này là mình thiết kế theo cái logo shop của mình luôn anh em ơi. Đó, thấy cái tem lửa 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 màu xanh không, thấy không? Rất là đẹp luôn nha. Mình thấy là rất là ok la luôn. Còn anh em thì mình không biết sao nữa, tại vì mình thấy nhiều anh em góp ý là cái áo này ok nên mình đã làm và đặt cho người ta in ra luôn. Thì trên video mà anh em đang thấy là cái mặt trước nè, đó thì cái vải này nó rất là mát luôn anh em ơi. Cầm vô nó mịn, nó mang vô thì nó dễ chịu nữa. Bây giờ mình mang thử cho anh em xem nha. Đó, mình đang mang là size L nha anh em. Mình thì cao 1m65, nặng 55kg, mang size M. Là đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn anh em ơi. Đó, trời ơi, quá là đã anh em ơi. Nhìn cái áo mà thích thiệt chứ. Số lượng hiện tại chỉ có 50 áo thôi nha. Anh em nhanh tay lên đơn, mình sẽ tặng cho anh em một cái áo và một cái logo shop để làm kỷ niệm nha. Đó, trời ơi, sau lưng nhìn đẹp không? Trước cũng đẹp nữa, nhìn mình cũng đẹp trai nữa anh em. Video thì chỉ tới đây thôi. Áo thì mình cũng quay cho anh em xem rồi. Hẹn anh em ở video tiếp theo nha. Ok anh em nha.